đứng giữa những câu hỏi chọn tình bạn hay tình yêu. Người ta thường chọn tình bạn. Vì bản thân thì ít, nhưng người yêu thì nhiều. Nhưng khi bản thân và người yêu cùng phản bội bạn, bạn còn gì để chọn đây? Ngoài việc tự yêu thương chính mình, niềm đau đến từ những người càng tin yêu sẽ càng lớn. Nhưng bạn không cần phải cố gắng níu giữ. Người yêu đó không đáng, cũng không cần phải cố gắng làm lành. Người bạn đó càng không đáng hơn. $405 and Libby. $410. There are the four bills. Sự tin tưởng, niềm tin yêu, sự trân trọng một khi đã vỡ thì chẳng thể nào cứu vãn được. Tự trách cứ mình cũng không để làm gì. Người đó muốn làm mình đau lòng, muốn giấu giếm hẳn là sẽ có cách. Cách khiến ta nhẹ lòng nhất là buông bỏ. Buông bỏ vì chính bản thân mình, chứ chẳng phải vì họ. Buông bỏ vì những người như vậy không xứng để nước mắt bạn rơi. Buông bỏ niềm đau, những lừa dối, để tìm cho mình những thứ tốt đẹp hơn ở phía trước. Đó mới là điều bạn nên làm.